Bây giờ cả cái miếng thịt to này này, sáng nay tôi mổ trâu mà. Bây giờ tôi sẽ không cắt nhỏ nó ra nữa, mà tôi sẽ đập nhé các bác nhé. Tôi sẽ dần nó ra làm sao cho nó mềm hết. Mềm hết sau đó là ta bắt đầu với nướng cả nguyên một cái tảng to như thế. Ăn xem nó có ngon hơn so với nướng thành cắt thành từng miếng không nhá. Đây đây. Xin chào các bác nhá. Hôm nay chú cháu tôi đi picnic đây. Ngoài đâu picnic đâu thì đi chơi suối đấy. Hôm nay đủ món ăn chơi ở suối. Bắt cá bằng một kiểu hay lắm. Bằng cái bẫy. Thứ hai là nướng thịt một kiểu cũng rất là hay. Và thứ ba nữa quan trọng ấy, thằng Cử đang vác một cái hộp ấy kìa. Cái hộp kia là quà của YouTube gửi từ Mỹ về cho tôi. Thế nhưng mà tôi chưa mở đâu, hôm nay đi tôi sẽ mở. Các bác đi cùng chú cháu tôi chơi buổi hôm nay nhá. Chắc là nó sẽ khá dài, cái buổi đi chơi hôm nay khá dài từ sáng đến tối mà. Tôi sẽ chia ra làm nhiều phần nhỏ khác nhau. Hả? Trung Quốc tặng á? À? Mỹ tặng đi, Trung Quốc cái gì mày? Cái hộp thằng Cử cầm kìa, Mỹ, người Mỹ tặng đấy. Ác không? Người Tây đấy. Không phải đâu. Không. Đây cái hộp Cử đang vác cái này. Cho vào bao tải thôi mà. Bay từ Mỹ về Hà Nội xong lại vác lên bản thì vác ở bờ suối. Trông nó mở ra nha các bác nhá. Thế còn Tiến thì đang vác một đống đồ. Ở đây có cái con đường, thật ra các bác chúng tôi hay đi câu đi khi chơi đường này cực kỳ đẹp. Vách đá này, đường mòn này, nên là suối này. Như trong phim kiếm hiệp nhỉ. Chúng tôi đi hơi mệt tí đấy. Nhưng mà vui lắm. Tôi thích đi với trẻ con. Đi chơi, làm ăn thì làm ăn người lớn mà, nhắc đi nhắc lại. Làm ăn người lớn, chơi chơi trẻ con. Hôm nay trời chào đón một trận mưa ác quá. Đi đến đây ướt hết rồi, tôi đang trú dưới gốc cây này. Ba lô ba liếc này ướt sạch cái quần áo không còn gì nữa rồi. Kệ chứ đi suối ướt tí. Cứ ướt quần không? Ướt áo. Không à. Tiến ướt hết thì cần gì nữa. Tạnh đây đi đây. Cứ ơi vác cái ba lô và cái bao cái hộp này cẩn thận nhá, đừng để nó rách cái túi bóng nhá. Rách túi bóng tí nữa nước nó vào đấy. Vào ướt hết hộp bên trong đấy. Đi Tiến ơi. Đi này cơ mà. À đi trên này á. Ở trên này toàn thác thôi. Đi sang bên này thôi. Đi trên toàn thác không cầu đâu. Không đâm đó đâu. Đi thôi. Nút bạc với nút beo YouTube thì còn đang bọc túi bóng kìa. Tại nhỏ tại mưa rồi. Có lạnh không Tiến? Không lạnh à? Nóng á? Bẻ mấy quả chanh yên đi. Bẻ quả chanh yên ăn đi.
Đây đây có quả chanh yên. Một quả này. Hai quả này. Đấy có thấy không? Bỏ đây. Trông nó chấm ăn với thịt nướng. Chúng tôi còn phải băng qua một cái đoạn bãi trống này nữa. Xong rồi đi sang dòng bên kia, câu bên kia. Chơi bờ bên kia. Ôi, chui nhủi ướt hết người rồi. Băng qua cái chỗ này rộng quá. Bỏ cái hộp này lên hòn đá đi Tiến ơi. Buộc vào xong là cho lên cái hòn đá to kia kìa. Cất cái hộp ấy lên đấy. Cuốn vào nha. Nước to đấy, đừng ra đấy Tiến ơi. Ô, thằng kia đã nhảy bơi bùm bùm rồi kìa. Nghỉ đây một tí xong đơm đó cửa nhỉ. Đây chỗ này chú cháu tôi chơi đây. Toàn bộ suối đây tôi sẽ bắt cá ở đây. Nướng thịt ở đây. Tí đi tìm củi nhiều mà. Cần câu đã xong, đi câu cá. Con cá đầu tiên của tôi đây. Phát sảm đấy. Chú mày câu thi nhá, cử nhá. Chết này. Đấy, Tiến này gỡ đi. Hai con cá đó. Ê, cá mầm to. Phát sảm này. Tiến đã đi tìm chỗ nào có nước thả đi. Mang trên kia kìa, xem có nào có nước thả vào. Câu nhiều trông nó nướng ăn. Liên hoan. Chất lửa trước đi, xong tí nữa mình còn nướng thịt. Mình lấy than nướng hạt dổi nữa chứ. Đây, hôm nay chúng tôi nướng thịt như này bác. Hôm trước cái buổi hôm trước ấy, cái chuyến hôm trước thì chú cháu chúng tôi có nướng một cái miếng thịt trâu rất là to đúng không? Tôi thái ra thành từng từng miếng nhỏ. Thì ăn kiểu đấy nó thật là nó cũng ngon ngọt lắm nhưng mà nó vẫn hơi dai một tí. Hôm nay tôi có một miếng thịt như này. Đây bây giờ thì tôi sẽ lấy nguyên cả miếng to này nha các bác nha. Yên tâm cái đá này sạch lắm, tôi thử hết là sạch mà. Rửa sạch hết rồi. Bây giờ mưa đây nó cũng chả có bụi bặm gì đâu, sạch. Thì tôi đặt ở đây, nhiều bác nhìn bảo các ông ăn bẩn cũng được, không sao cả, miễn là sạch. Thì bây giờ cả cái miếng thịt to này, sáng nay tôi mổ trâu mà. Bây giờ tôi sẽ không cắt nhỏ nó ra nữa. Mà tôi sẽ đập nha các bác nhá. Tôi sẽ dần nó ra làm sao cho nó mềm hết. Mềm hết sau đó là ta bắt đầu với nướng cả nguyên một cái tảng to như thế. Ăn xem nó có ngon hơn so với nướng thành cắt thành từng miếng không nhá. Đây cả miếng thịt to bây giờ này tôi sẽ dần nó ra. Dùng cái chui dao. Cái sống dao chứ quên. Hoặc là cái gậy tôi đã vót sẵn rồi. Đập làm sao cho nó mềm bớt ra. Sau đó tí mình bắt đầu mình mang nướng. Xem là ăn nó với... so với cái thịt hôm trước như tôi làm kiểu kia nó có khác không nha. Mình dần nó ra cho nó mềm, trong tí nó mình bắt đầu mới tẩm gia vị vào các bác ạ. Kiểu này hy vọng là ngon, cái này tôi học của người châu Âu. Nói chung là phương Tây người ta ăn kiểu này, cả miếng to tôi thấy người ta làm ngon lắm. Nên hôm nay mình thử xem là thịt trâu mình có thịt ngon. Gia vị thì mình có gia vị thơm, tội gì không làm thử đúng không? Hoàn chỉnh xong xuôi rồi các bác. Miếng thịt mềm lắm rồi. Ui đập từ nãy giờ. Mềm ơi là mềm rồi. Mềm ơi là mềm rồi. Giờ tôi bắt đầu mới đi lấy gia vị về để tẩm ướp nhá. Cho nó cháy đi. Ô nướng như này đẹp nhỉ Tiến nhỉ. Hả? Sấy mông á, lạnh đi. Nào gia vị chuẩn bị đi tẩm ướp. Nào bây giờ gia vị thế này. Cũng giống như trước tôi nướng cái thịt trâu ở bờ suối ấy. Thì chúng tôi vẫn dùng gia vị như cũ thôi. Mắc khén, hạt dổi, ớt, muối. Và hôm nay tôi mang thêm một ít gừng nữa. Tôi giã ở nhà sẵn, sáng nay làm thịt trâu ở nhà có sẵn thịt gừng thì tôi mang đi. Cứ ơi, ra lấy hạt dổi mang đi nướng đi.
Nướng nhiều nhiều một tí ăn cho nó ngon. Hôm nay nướng cả tảng to này chắc là ngon đấy cử nhỉ. Nướng đi. Nướng xong tí nữa dã nhá. Cứ mang đây xong tí nữa chú tẩm ướp cho. Đi mổ cá đi, mổ cẩn thận đứt tay nhá. Chú bảo cho đứt tay à? Mày mổ cẩn thận đứt tay thật đấy chứ. Có đứt tay không? Thì mổ đi. Cử đang chổng mông chổng đít thổi hạt rồi. Có than chưa cử? Nướng đi. Đây này các bác, chúng tôi sẽ nướng ở đây. Nướng hạt dồi ở đây. À quên, tẩm ướp ở đây. Nào bây giờ tẩm ướp nhá. Cử đứng có lúc này, cử đứng có lúc này. Cử quay vào đây thế nào? Quay sát vào đây, sát sát vào tí. Đấy như thế này, rồi. Này mắc khén này các bác này. Ớt này, gừng này, hạt dồi này, muối. Bây giờ tôi sẽ tẩm ướp nhá. Quay vào đây nhá cử nhá. Rồi. Cho một ít mắc khén này, ít muối vào bên trong này. Đưa chú quay cho. Mày không biết quay. Bây giờ tôi sẽ cho từng tí một lên trên cái miếng thịt này các bác nha. Một tí muối này. Hạt dồi mắc khén cho hết vào. Xong rồi tí ta bóp ra một tí. Hạt dồi đây. Cái này trông nó chắc là ngon đấy. Cho mắc khén đã. Các bác nhìn xem. Miếng thịt bắt đầu nó được tẩm đều thế này, trông nó mang đi nướng này. Ngon lắm. Cuối cùng là gừng. Ngoài cùng mới là ớt. Nhìn sướng không? Cho một tí ớt vào đã. Chết rồi, mình bốc tay ớt thế này trông nó cay đấy. Kệ nó. Đi rửa nước ở đây nhiều mà. Rồi. Ngược thế này nhá. Tiếp tục lật lại mặt bên kia. Đây các bác nhìn đây. Xin chào các bác, xong xuôi hết rồi. Bây giờ tôi sẽ để cái miếng thịt ở đây một tí cho nó ngấm đều gia vị. Úp cái lá này lên nhá. Đây các bác nhìn lại này, tôi cho các bác nhìn lại này. Quay lại cận cảnh cho các bác xem này. Thịt tôi đã được tẩm ướp tất cả những cái gia vị. Thịt đập dập ra rồi mềm. Cả miếng thịt to này hơn bàn tay. Tôi để đây đã, úp cái lá lên một tí. Xong. Tí nữa đợi có than, bắt đầu nướng. Đây, hôm nay tôi phải mua cả cái vỉ đi này, cử giữ chú cái vỉ nhá. Tôi mang cái vỉ từ dưới kia lên đấy. Bỏ đây, nhấc cầm này đã. Bởi vì là nướng cả cái thằng tảng to này mình không dùng được que đâu. Đặt vào đây. Thế này, giữ nhá cử nhá, không có nó nhảy một phát rơi bên kia luôn đấy. Nhìn đấy, cả tảng thịt to chưa? Đẹp đấy cử nhẻ. Cho đây. Cả một tảng to. Xếp hết ra thế này. Không, cho cái đầu này ra đây. Rồi. Từ từ. Không để nó chảy lung tung. Rồi. Gập nó vào, cử xoắn nó vào hai bên. Xong. Rồi mang kia đi. Ra kia tí nó nướng. Ngon. Tiến chưa mổ cá xong à? Nhanh lên lên mà xem nướng thịt đi. Đẹp lắm. Đưa chú xem nào. Bây giờ cử lấy hai hòn gạch về, hai hòn đá về để chỗ này này. Đây, các bác nhìn chả thịt của tôi ác không? To thế này cơ mà. Hai mặt đều như nhau, tẩm ướp đầy đủ gia vị. Nướng. Hôm nay liên hoan mở nút vàng, nút bạc kìa. Đây tôi treo tạm ở đây từ nãy giờ đi làm cái hòn đá. Bây giờ cho cử trông nhá. Đây. Kê hai hòn đá thế này. Xong mình đặt cái thịt mình cứa cho cái que này, cái cây này dịch lên trên này, phía này một tí. Không dịch về đây, dịch về đây nữa đi. Đó. Như thế này nhá. Cho nó nóng dần cho nó khô đã nhá. Xong bắt đầu mình mới nướng nhá cử nhá. Đừng có nướng ngay đấy, không có cháy đấy.
Đâu thằng Cử làm thế nào? Ướp cả gia vị vào á? Cũng mà khén là rồi à? Chín đẹp. Đẹp đấy nhỉ. 10 đẹp. 11 đẹp. Cho ít thôi, làm hai kẹp đi. Nắng ở cửa chân cho nó mát. Cứa đưa lọ hạt hạt dổi kia. Cất vào đây không có nó mốc hết. Tiên nướng cá à? Cho than vào đi cho nóng dần thì thịt nó chín được. Vừa nãy tôi xếp ở đây nó đã khô khô dần dần rồi. Giờ tôi sẽ đặt hẳn lên trên cho bác. Đặt hẳn nó lên trên đấy. Cho nó nóng chín. Nóng lắm, giờ đứng cạnh này nóng chịu rồi. Môi một kê toát thế dài. Nóng Tiến? Nóng. Nóng nhỉ? 1.8. 1.8. Mang cái hộp về đây, mang cả bao và tải về đây. Chúng tôi hôm nay có một cái hộp hàng rất là hay. Nào đặt ở đây, mở đây. Nhấc ra, thằng Cử với thằng Tiến, hai thằng. Rồi đặt ra chỗ này đã. Đặt đấy, đặt đấy, đặt đấy, đây 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 đây, đây. Từ từ nha. Ôi giời, ướt rồi. Nào bây giờ các bác nhìn đây. Đây là người gửi thì không rõ nhưng mà tôi là người nhận đây, Phạm Tân này, Hoàng Văn Phúc đây. Số điện thoại của tôi đây. Tôi nhận được mấy ngày trước thì tôi mang lên bản luôn. Bây giờ tôi sẽ mở ra nha các bác nha. Đây là quà của YouTube gửi cho tôi đấy. Thằng Tiến, à thằng Cử rút con dao ra. Nào bây giờ cho thằng Cử mở. Cắt cái này trước Cử ơi. Cắt cái này. Đấy, dọc ra đi. Bên kia nữa. Bên kia. Ủa cái gì đây ta? Cái gì đây ta á, không biết à? Cái gì đây, cái gì đây? Từ từ thôi, nhẹ thôi. Cái gì đây? Rồi, mở xem nào. Cái gì đây? Ô, nhiều giấy đấy nhỉ. Cái gì đây? Đây rồi. Cái gì? Ôi, hộp này. Từ từ Tiến ơi, cho cái này vào, cho cái nắp kia vào. Ấn cái nắp kia vào. Nó không phải đâu. Đậy đậy vào để mình đặt nó lên trên đây. Tiến là cho cái này vào đây này. Xong đậy vào thế này. Đúng rồi. Nào. Cho thằng Tiến ôm trước, thằng Tiến cầm trước ấy. Cử ôm thử vắt thế nào. Giơ cao lên. Rồi bây giờ mở nhá. Mở, mở, mở. Mở không? Tiến có thích mở không? Ôi, đây có cái gì đấy? Tôi chưa biết đâu, đọc xem nào. Từ từ để tôi đọc một tí tôi tả cho các bác nhá. Đây là một cái lá thư của CEO của YouTube là Susan Wojcicki gì đó, tôi không đọc được tiếng này, tiếng Hà Lan hay là tiếng Phần Lan gì đó. Thì ngắn gọn của cái lá thư này là chúc mừng kênh của tôi Tân Hoa Văn Phút ấy đạt được 100.000 subscriber. Tức là cái này từ khi tôi đăng ký 100.000 subscriber đến bây giờ thì nó đã hơn 200.000 rồi. Và YouTube người ta cũng không quên nhắc là cố gắng lên nữa để đạt được 1 triệu. Ôi thôi cứ biết thế đã. Bỏ ra đây, thư này bỏ ra đây đây nhá. Nào bây giờ mở cái này. Bước 1 triệu đấy. Chưa, thằng Tiến ngồi xuống thế nào, Cử ngồi xuống thế nào. Mở nhá.